quả đá phạt được thực hiện bởi Hồng Duy trong một ngày mà Xuân Trường không thi đấu. Đó là cú đá thẳng của Hồng Duy. Nếu Xuân Trường có mặt ở trên sân thì cầu thủ này sẽ là người thực hiện quả đá. Giải pháp vừa rồi của Hồng Duy là tương đối hợp lý khi mà thủ thành Nakamura Kosuke không có được sự thuận lợi về tầm nhìn. Rất tốt, Công Phượng vẫn tiếp tục là Công Phượng thành công. Come on! Một pha bóng rất tốt được các cầu thủ của chúng ta tạo ra và sự xuất hiện của Thanh Tùng là đầy bất ngờ. Mọi thứ đã có thể trở nên hoàn hảo và ban huấn luyện cũng như các cổ động viên đã không phải nuối tiếc nếu như Thanh Tùng chỉn chu hơn và bình tĩnh hơn trước khi thực hiện cú ra chân. Một tình huống tưởng như là bàn thắng ở rất gần với đội tuyển U19 Việt Nam. Ở trận này thì chúng ta chơi U19 Việt Nam. Một tình huống xử lý rất mạnh mẽ của Sekine. Sekine đang liên tục chiến thắng Hồng Duy ở bên phía cánh trái. Hoan hô thủ thành Minh Long. Anh vừa phải đối mặt với một tình huống mà đội tuyển U19 Nhật Bản đã có được vị trí dứt điểm rất thuận lợi. Lại là đường chuyền từ bên phía cánh phải của Sekine. Minh Long đã có được một tình huống di chuyển hợp lý. Chúng tôi vẫn luôn lo lắng về vị trí của các hậu vệ cánh. Nguy hiểm. Không vào. Cột dọc đã giúp cho chúng ta tránh được bàn thua. Nhưng thử thách thì vẫn chưa qua. Thêm một cú đá nữa và lần này thì nó đi lên rất cao so với khung thành của Minh Long. Rất lo ngại với vị trí của Hồng Duy khi mà vị trí của Hồng Duy bị khai thác tương đối nhiều kể từ đầu trận đến giờ. Đây gần như là lần thứ 3 chúng ta bị đối phương tấn công từ hành lang cánh trái nơi chấn giữ của Hồng Duy.